Thưa quý vị, bọ xít đen là một loại côn trùng không xa lạ với người dân, đặc biệt là với những người nông dân. Chúng là kẻ phá hoại các vụ lúa với khả năng hút nhựa cây, gây hại cho mùa màng. Thế nhưng hiện nay, loài côn trùng này bỗng trở thành hàng hot mới trên thị trường với giá thu mua được cho là cao ngất ngưởng, lên tới 8 triệu đồng 1 kg. Trên các trang mạng xã hội, nếu quý vị tìm kiếm từ khóa là mua bọ xít đen, không khó để bắt gặp các bài viết tìm mua loại côn trùng này trong các hội nhóm. Theo ghi nhận, các thương lái đăng tin mua bọ xít đen trên các hội nhóm tại nhiều địa phương như là tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hay là Thanh Hóa với giá cao ngất ngưởng, dao động từ 3 đến 8 triệu đồng 1 kg tùy loại. Theo các thương lái, cái loại này không dùng để làm thực phẩm mà được các thương lái Trung Quốc mua về để làm thuốc. Trong đó, bọ xít sống thì được bán với giá là 300.000 đến 350.000 đồng 1 kg, còn bọ xít đã phơi khô thì có giá là 900.000 đến 1 triệu đồng 1 kg. Theo anh NHG, một thương lái thu mua bọ xít đen cho biết, anh gom hàng để bán cho thương lái Trung Quốc. Theo anh G, họ đặt vấn đề muốn thu mua bọ xít đen với giá cao, có bao nhiêu thu mua bấy nhiêu nên anh đăng bài trên các hội nhóm để gom được nhiều. Họ chỉ lấy loại đã sấy khô và loại này thì có giá rất cao. Cũng theo một thương lái khác có tên là DVT thì thương lái Trung Quốc chỉ bảo rằng mua bọ xít đen để làm thuốc, còn thuốc gì thì anh không biết. Anh chia sẻ rằng anh cũng thu gom bọ xít đen và các loại côn trùng khác để bán cho một thương lái bên Trung Quốc. Họ thường đặt mua quanh năm nên cứ có hàng là anh gửi đi. Ngoài ra, khách của anh cũng ở nhiều nơi. Khách xa thì thường mua loại khô để tiện gửi đi và bảo quản, còn ở gần có cả người bán loại bọ xít đen còn sống. Anh Tê bắt đầu thu mua bọ xít đen từ năm 2017 đến nay. Bất kỳ thời điểm nào, cứ ai bắt được bọ xít đen là anh đều mua hết và giá cả thì phụ thuộc vào từng thời điểm. Hiện tại, bọ xít non đang được thu mua với giá rất cao, từ 6 đến 7 triệu đồng 1 kg. Với loại khô, nhiều thương lái còn thu mua với mức giá là 8 triệu đồng 1 kg. Còn theo thương lái có tên là NKA, hiện các thương lái Trung Quốc không còn thu mua bọ xít đen nữa vì thực tế rất khó mua và không còn ai bán nữa. Theo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, bọ xít đen hay còn gọi là bọ xít hôi là loại bọ xít thuộc họ Podobidae. Chúng thuộc bộ Hemiptera và là loài gây hại trên cây lúa. Đặc điểm hình thái của bọ xít đen là trứng hình cốc, mới đẻ có màu xanh nhạt, sau đó thì có màu nâu đỏ hoặc là màu nâu sẫm. Trứng đẻ thành ổ xếp hai hàng. Bọ xít đen mới nở hình hơi tròn, mắt kép màu đỏ, thân màu đỏ nâu, không cánh và đẩy ít sức thì sẽ là màu cho nâu. Con trưởng thành màu nâu đen, con cái có thân dài hơn con đực, thân có hình bầu dục, lưng và bụng nhô ra như nhau. Phiến mai dài tới cuối bụng nhưng bề ngang không che hết bụng. Phiến giữa và phiến cạnh của đầu thì dài bằng nhau. Góc trước mảnh lưng ngực mọc ngang ra một gai không dài, không nhọn. Góc cạnh mảnh lưng ngực trước có một mấu lồi ngắn, không nhọn, mắt đơn màu đỏ nhạt, bàn chân và râu màu nâu cho. Bọ xít trưởng thành thì hoạt động giao phối phần lớn là từ 6 đến 7 giờ chiều, mỗi con cái giao phối 4 đến 5 lần, sau giao phối khoảng 1 tuần thì đẻ trứng. Một con cái có thể đẻ từ 10 đến 600 trứng, trung bình là trên dưới 190 trứng. Bọ xít trưởng thành đẻ trứng trên bệ lá cách mặt đất 10cm trở xuống, có khi đẻ ở chóp lá lúa hoặc trên cỏ dại. Trứng đẻ thành hai hàng. Bọ xít non mới nở sống tập trung quanh vỏ trứng, đến tuổi 2 thì phân tán, nấp dưới khóm lúa để hút nhựa cây. Từ sau tuổi 3 trở đi thì hoạt động giống trưởng thành. Điều kiện phát sinh của bọ xít đen là vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Bọ xít đen thích ứng với nhiều giống lúa và có khả năng chống chịu tốt với điều kiện bất thuận. Ruộng cây sớm lốp, nhiều cỏ dại thường bị bọ xít đen phát sinh gây hại. Ruộng lúa nước bị hại nặng hơn ruộng lúa cạn. Lúa giai đoạn trổ bông bị hại nặng, đặc biệt là khi ruộng không bổ sung thêm nước trong quá trình chín. Theo giáo sư Bùi Công Hiển, nguyên giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những nhà côn trùng học hàng đầu Việt Nam chia sẻ rằng, bọ xít đen phân bố rộng rãi ở nước ta, có những năm đã phát sinh thành dịch và phá hại nặng ở nhiều nơi. Đặc biệt những năm gần đây nó gây hại nặng ở nhiều nơi trong vùng Đồng Tháp 10 nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung, làm ảnh hưởng đáng kể đến năng suất và phẩm chất lúa trong khu vực. Giáo sư Hiển cho biết thêm, chưa có nghiên cứu thành phần sinh hóa về các loài này mà mới chỉ dừng lại ở vòng đời, thời kỳ phát sinh, phát triển để có lịch phòng trừ, vì đa số chúng gây hại cho cây trồng. Và về bản chất, loài này chủ yếu gây hại nên việc thương lái thu mua chúng không ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái. Mục đích của việc thu mua này có thể là sử dụng để làm một vị thuốc trong đông y, song đến nay cũng chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định tác dụng chữa bệnh của chúng. Thưa quý vị,
đây không phải là lần đầu tiên các thương lái Trung Quốc thu mua các loại côn trùng với giá cao đến như vậy. Ngoài bọ xít đen, các thương lái Trung Quốc còn thu mua loại côn trùng khác từ giun đất, xác ve sầu, bọ hung, thậm chí là cả các loài có độc tố rất mạnh như là sâu ban miêu. Tuy nhiên, tính đến hiện nay thì bọ xít đen là loài côn trùng được thu mua với giá cao nhất do số lượng bọ xít đen đang ngày càng ít khiến cho hàng khan hiếm. Vào thời điểm từ 1 đến 2 tháng trước thì trên chợ mạng liên tục xuất hiện các bài đăng thu mua xác ve sầu với giá tiền triệu, đắt nhất là lên đến 2,2 triệu đồng 1 kg. Các bài viết đều nhấn mạnh có bao nhiêu xác ve sầu, thương lái cũng sẽ thu mua bấy nhiêu. Anh HVT, một người chuyên thu mua xác ve sầu cho biết, chỉ cần có hàng gửi xe khách về Cao Bằng là anh T sẽ nhận thu mua hết. Vì xác ve sầu chia ra làm 4-5 loại khác nhau với giá tiền mua cũng khác nhau, nên khi đi thu mua xác ve sầu sẽ chia riêng ra, loại to sẽ được mua với giá tiền cao hơn. Đắt nhất là loại xác to chiều dài khoảng 3cm, màu đậm với giá thu mua là 2,2 triệu đồng 1 kg. Loại nhỏ hơn, nhạt màu hơn thì giá rẻ hơn. Anh T nói rằng khi gom được xác ve sầu thì hãy chụp ảnh lại gửi từng loại, gửi trực tiếp cho anh và anh sẽ báo giá. Trên các trang mạng, các thương lái cũng đăng tải nhiều hình ảnh thông tin với nội dung thu mua xác ve sầu với số lượng lớn tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông. Người thu mua sẵn sàng đặt cọc trước cho người dân để gom hàng ở địa bàn, có bao nhiêu đều thu mua hết. Trước cơn sốt này, nhiều người dân ở huyện Iagrai, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã vào vườn cao su, cà phê, điều để tìm xác ve sầu bán cho thương lái. Dù xác ve sầu với giá cao để cung cấp cho các thương lái Trung Quốc, nhưng đa số những người bán cũng không biết chính xác là họ mua để làm gì. Chỉ đoán rằng xác ve sầu có thể là một vị thuốc, nhờ vậy nên đã được săn mua. Quay trở lại với câu chuyện thu mua bọ xít đen, lợi dụng cơn sốt loài côn trùng đang được các thương lái Trung Quốc thu mua với giá cao, nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Anh, sinh năm 1994, quê tỉnh Ninh Thuận, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao BA05, Công an tỉnh Lai Châu, nhận được đơn trình báo của anh LDT, ngụ tỉnh Lai Châu, về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo đơn trình báo của anh T, do có nhu cầu kinh doanh bọ xít đen để bán sang Trung Quốc, anh T đã lên mạng và tìm thấy các bài đăng bán bọ xít khô của tài khoản Facebook Hải sản tươi sống của đối tượng Lê Thị Anh. Sau đó, anh T đã nhắn tin thương lượng giá cả và thống nhất phương thức chuyển hàng là gửi qua xe khách, đồng thời đặt cọc tiền cho Lê Thị Anh 3 lần với tổng số tiền là 9 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lê Thị Anh đã chặn liên lạc đối với anh T và người này cũng không nhận được số bọ xít đã đặt mua. Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Anh để điều tra mở rộng vụ án. Đơn vị này cũng cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh những giao dịch nghi vấn lừa đảo mà Lê Thị Anh đã thực hiện với thủ đoạn tương tự trong 6 tháng đầu năm 2024 với số tiền chiếm đoạt trên 800 triệu đồng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.